Đường lớn Chu Tước. Ồn ào. Khách trạm Duyệt Nhân. Tiệm cầm đồ. Tiểu thư phát tài rồi, nhiều trang sức vàng bạc quá đi. Hi hi, phát tài rồi. Đồ mê tiền, sắp một canh giờ trôi qua rồi, lúc nào ngươi mới có thể tỉnh táo lại hả? Ấy, tiểu thư, sao chúng ta lại ở đây? Tiểu thư, lẽ nào chúng ta định đem cầm hết số trang sức vàng bạc tinh xảo này sao? Kiều thị, mẹ của thẩm Bạch Liên kia cắt xén tiền tháng của ta. Không cầm hết những thứ này, lấy tiền, chúng ta cạp đất ăn à? Thôi được rồi, tiểu thư, Hương Minh biết rồi, thất vọng. Vậy, ngươi chọn hai cái giữ lại đi. Wow, cái này đẹp quá. Wow, cái này cũng đẹp, cũng không tệ. Wow, cái đó đẹp hơn. Chọn hai chiếc này đi, hai chiếc này chắc là đắt lắm. Đeo lên tay tiểu thư cũng rất đẹp. Tặng ngươi đấy. Á, tiểu thư không được đâu, ta không thể lấy nó. Hương Minh nghe lời nhận đi. Chỉ là một chiếc vòng đeo tay như thế, so với sự chăm sóc bao nhiêu năm nay của Hương Minh, căn bản chẳng đáng là gì cả. Không, tiểu thư, ta không thể nhận được, giá trị của chiếc vòng này có thể mua được thêm rất nhiều Hương Minh khác nữa. Tiểu thư, đây là... Vốn dĩ định thêm vài hôm nữa mới trả lại cho muội ấy, nhưng hiện tại trông dáng vẻ muội ấy như thế, chẳng bằng khiến nó biến mất ngay lúc này luôn đi. Hương Minh, mấy ngày ta bị bệnh, vất vả cho ngươi rồi. Ta đã xé khế ước bản thân của ngươi, từ nay về sau ngươi được tự do rồi. Hai chiếc vòng tay này, ngươi một chiếc, ta một chiếc, coi như là vòng tay tỉ muội của chúng ta được không? Từ nay về sau, ta không chỉ là tiểu thư của ngươi, mà còn là bạn thân thiết của ngươi, có được không? À, hu hu. Tiểu thư, cô tốt với Hương Minh quá, hu hu. Má ơi, đây cũng là quá cảm động rồi đi. Tuy không biết tại sao nhị ca lại bảo mình lén lút quan sát vị thẩm đại tiểu thư này, nhưng không ngờ mình lại được chứng kiến cảnh tượng chủ nô tình cảm đậm lòng như thế này. Ơ, vị khách quan này, mì của tiệm ta khó ăn tới vậy sao? Sao lại có mùi hôi thối ở đâu ra thế? Vị tiểu huynh đệ này, mời ngươi xem thử chút coi, những thứ này có thể cầm được bao nhiêu tiền? Chỉ có những thứ này. 100 lượng thôi. 100 lượng. Trang sức trong cái bọc này ít nhất cũng phải cầm được 250 lượng. Xem ra tên tiểu nhị này muốn ăn cướp trắng trợn đây. Ngươi mở mắt ra nhìn kỹ lại cho ta xem. 100 lượng là 100 lượng, thích cầm thì cầm, ai mà biết ngươi trộm mấy thứ này từ đâu đến chứ. Gọi trưởng quầy của các ngươi ra đây cho ta. Trưởng quầy của bọn ta ra ngoài rồi, không hơi sức đâu mà để ý đến ngươi. Vị tiểu thư này, ngươi muốn cầm thì cầm, không cầm thì mau đi đi hộ cái được không hả? Ngươi cứ đứng ở đây mãi, chẳng người nào dám bước vào tiệm của ta cả. Ngươi có biết tiểu thư nhà ta là ai không hả? Có phải ngươi chán sống rồi không? Ai mà không biết chứ, nguyên cái mùi gớm ghiếc trên người kia, đặc trưng như thế, biết ngay là thẩm đại tiểu thư rồi. Đúng thế, ai mà không biết thẩm đại tiểu thư mắc bệnh quái ác, cả người hôi thối chứ. Từ xa ta đã ngửi thấy cái mùi này rồi, chật chật, một tiểu thư trẻ tuổi như vậy mà lại thối đến kinh dị. Ngươi, ngươi... đi.
Chỗ này không hoan nghênh bà. Ắt sẽ có chỗ khác hoan nghênh. Tên tiểu nhị chết tiệt. Đúng là thứ mắt chó coi thường người khác. Nhị, nhị ca, sao huynh lại đến đây? Để đi bảo tiểu nhị nhận cầm đồ của nàng ấy đi, phải ra giá cao hơn thị trường. Nhị ca, cái tiệm cầm đồ này cũng có phải đệ mở ra đâu, sao tiểu nhị có thể nghe lời đệ được? Cửa tiệm trên cả con phố này đều do ta mở. Đệ lấy miếng ngọc bội này ra cho hắn xem, đương nhiên hắn sẽ nhận biết đệ mới là chủ. Cả con phố đều đều là nhị ca mở á? Nội tâm không hề dậy sóng, quỳ dưới chân đại lão. Vị tiểu thư này xin dừng bước. Tiệm của bọn ta quyết định ra giá cao để mua đồ của cô. Thiếu niên này mặt mũi thanh tú, vừa nhìn đã biết là thiếu gia nhà giàu rồi. Lẽ nào hắn chính là chủ của tiệm cầm đồ? Nhưng sao nam tử đứng phía sau thiếu niên này lại khiến mình có cảm giác quen thuộc như vậy? Khí thế lạnh lẽo như vậy chắc chắn không phải bình thường, tựa như hắn của đêm qua. Nhưng đáng tiếc, đêm qua ánh sáng đèn quá tối, thực sự không nhìn rõ mặt của hắn ra sao. Huống hồ hắn còn là một thích khách mặc đồ đen, sao có thể quen biết với một thiếu gia phú thương được. Chắc chỉ là khí thế tương tự nhau mà thôi. Xem ra nàng ấy không nhận ra mình. Lẽ nào trong lòng nàng ấy mình không để lại ấn tượng gì sâu sắc sao? Nhưng mình vừa đeo mặt nạ lại thu liễm khí tức, nàng ấy không nhận ra mình cũng dễ hiểu thôi. Mình cần gì phải nghĩ nhiều chứ? Ngươi là ai? Dựa vào cái gì? Hai. Đây là Huyền. Là ông chủ tới rồi ạ. Ông chủ bảo mua với giá cao thì mua với giá cao, tất nhiên đều nghe ông chủ hết. Giá cao? Giá cao bao nhiêu? Thẩm đại tiểu thư, bọn ta rất thành tâm, thành ý muốn mua lại số trang sức vàng bạc của cô. Hay là thế này đi, cô muốn cầm giá bao nhiêu, bọn ta trả bấy nhiêu. Thật sao? Thế thì tốt quá rồi. Nếu đã như thế, vậy thì giá này đi. Vừa nãy ta cũng đã xem qua số trang sức của thẩm đại tiểu thư rồi, giá thị trường cũng rơi vào khoảng 250 đến 300 lượng. Nếu thẩm tiểu thư đã nói 300 lượng, vậy thì là 300 lượng đi. Ý của tiểu nữ không phải là 300 lượng, mà là gấp 3 lần vật giá hiện tại, nghĩa là 3 lần 300 lượng đó. Cũng chính là 900 lượng. Ông chủ, đồ trong cái túi này nhiều nhất cũng chỉ đáng giá 300 lượng, đào đâu ra đáng giá tới 900 lượng chứ? Cô ta là sư tử ngoạm miếng to sao? Chúng ta không thể mua với giá đó được. Nếu số trang sức này là mới thì giá cả cũng chỉ đến khoảng 400 lượng thôi. Nhưng nếu là cầm đồ, tiệm cầm đồ trả nhiều nhất cũng chỉ có 250 lượng. Ta cho cô 300 lượng coi như đã là giá hữu nghị lắm rồi. Tiểu thư, ta cũng từng nghe ngóng được giá trị số của trang sức này từ trong phủ. Nếu có thể cầm số trang sức này lấy 300 lượng, thực sự là rất nhiều rồi. Số trang sức này không đơn giản như các ngươi nghĩ đâu. Ta báo với giá tiệm cầm đồ như thế cũng coi như là rẻ lắm rồi. Nếu là ta bán thì không chỉ con số này thôi đâu. Không ngờ các ngươi lại không nhìn ra được chỗ tinh diệu của số trang sức này.
Vậy ta chỉ có thể giải thích cho ngươi biết thôi. Thì thầm trao đổi. Rõ ràng chỉ là vài món trang sức bình thường thôi mà, có gì không đơn giản ư? Ví dụ như thanh châm bạch ngọc này. Nhìn thì có vẻ chỉ đáng giá nhiều nhất là 20 lượng thôi. Nhưng nó là tín vật định tình mà đương kim thái tử tặng cho thẩm Bạch Liên, thái tử phi tương lai chưa bước vào cửa đấy. Một chiếc châm như thế sao chỉ đáng giá 20 lượng được chứ? Ít nhất cũng đáng giá 100 lượng. Nào, nhìn kỹ mà xem. Nếu có vị tiểu thư nhà giàu nào đó cài chiếc châm này lên, chẳng phải cũng có được đãi ngộ giống như thái tử phi sao? Thái tử phi, biết đâu nhờ có chiếc châm này, thái tử điện hạ lại chú ý đến cô ta thêm một chút nữa thì sao? Không cẩn thận có khi lại trở thành trắc phi của thái tử cũng nên. Chuyện này khó nói trước lắm nha. Đây, đây chẳng phải là chiếc châm luôn được nhị tiểu thư cài trên đầu đó à? Sao giờ lại biến thành vật định tình của thái tử rồi? Ta muốn mua chiếc châm này, chẳng phải chỉ là 100 lượng thôi sao? Ta cũng muốn nếm thử một lần được làm thái tử phi, ha ha ha. Trợn mắt, há mồm. Má ơi, thì ra còn bán được kiểu này. Xem ra sức ảnh hưởng của thái tử đến thị trường cũng không tệ nhỉ. Của ta, xông lên. Mình thử thêm người khác xem sao. Mọi người xem đôi bông tai vàng chạm trổ hoa này. Trông thì có vẻ hơi tục, nhưng đây cũng không phải bông tai bình thường đâu, mà là đôi bông tai do đương kim chiến thần Vương gia Huyền Vương tặng cho cô nương Thúy Hồng Lâu mà hắn thích đấy. Vị Huyền Vương này cầm binh trấn giữ biên cương, trăm trận trăm thắng, đương nhiên là đấng lăng quân số 1 của Hạ quốc ta rồi. Món quà mà hắn tặng tình nhân đương nhiên cũng là nhu tình hiếm có. Tóm lại là nhu tình như thế, có nữ tử nào mà không muốn chứ? Dương Dương đắc ý. Huyền Vương chính là đứa con trai thứ hai của Hoàng thượng. Mất mẹ từ nhỏ, 10 tuổi đã bắt đầu cầm binh đánh giặc, nghe nói bộ dạng trông xấu xí. Thế nên chỉ có thể đeo mặt nạ mới dám gặp người khác. Huyền Vương đeo mặt nạ anh dũng thiện chiến, có thể lấy một địch 100. Tuy dung mạo của Huyền Vương này không có gì đáng để khen, nhưng dù sao hắn cũng có thân phận tôn quý, hơn nữa còn là đoạn tình yêu anh hùng và nữ nhi. Chắc chắn vẫn có thể tăng thêm chút giá trị cho đôi bông tai này. Huyền Vương ơi, Huyền Vương, dù sao cũng chẳng có mấy ai quen biết ngươi. Dù sao ngươi cũng đang ở xa tận biên cương, chút chuyện vặt vãnh này cũng không ảnh hưởng gì đến ngươi đâu nhỉ. Một đôi bông tai thế này, hôm nay bán giá đặc biệt chỉ 100 lượng thôi. Ngươi biết xem hàng, chớ nên bỏ qua nha. Cái này hình như là trang sức kiều nhị phu nhân tặng tiểu thư mà, sao lại biến thành Huyền Vương tặng cho người yêu vậy? Đã thế người yêu của Huyền Vương tại sao lại còn xuất thân từ Thúy Hồng Lâu chứ? Đây đây, thập đại tiểu thư kinh thật, cô ta chán sống rồi phải không? Lại dám thêu dệt câu chuyện của nhị ca sau lưng huynh ấy, dũng cảm lắm, có chí khí. Cứ theo như câu nói này của cô ấy, 100 lượng này mình tự móc túi riêng luôn. Ta muốn mua. Nhưng mà dáng vẻ nhị ca tức giận hình như cũng khá đẹp trai đấy chứ. Ế, sao ông chủ tiệm cầm đồ cũng muốn mua bông tai của Huyền Vương vậy? Lẽ nào này, nguồn gốc của số trang sức này đều là thật sao? Dựa vào đâu mà cô nói cái gì bọn ta phải tin cái đó? Các vị, theo ta thấy số trang sức này đều thuộc loại cực kỳ tầm thường.
Căn bản không giống có nguồn gốc đáng giá như cô ta nói. Thẩm đại tiểu thư, nếu cô không đưa được chứng cứ chứng minh ra đây, ta tin rằng mọi người cũng sẽ không yên tâm khi mua số trang sức này đâu. Vì dù sao số trang sức này he he cũng đều qua tay thẩm đại tiểu thư cả mà. Chúng đều bị ám mùi đấy nha. Có khi chỉ bán với giá bình thường, mọi người cũng chẳng muốn mua nữa là. Chuyện này ngươi muốn chứng cứ sao? Muốn chứng minh số trang sức này của ta không phải bình thường. Đúng thực là có hơi phiền toái. Ta nhổ. Nếu không đưa được chứng cứ ra đây, mọi người tuyệt đối đừng nên mua mấy món trang sức này. Ta khoan đã. Ta chỉ nói chứng minh có hơi phiền toái thôi, chứ có nói là không chứng minh được đâu. Chứng minh thế nào hả? Nếu không thể bảo chủ nhân của những món trang sức này tới chứng minh thì ta không bao giờ tin đâu. Không cần phải phiền phức như thế. Vì muốn cảnh cáo tên tiểu nhị hống hách này, mình đã đâm một châm vào người hắn, tạm thời khóa chặt huyệt phúc ai của hắn. Sau khi huyệt phúc ai bị khóa trong vòng 15 phút, sau đó phần bụng sẽ bị co rút khiến người đó cảm giác đau bụng kịch liệt. Phải đợi nửa canh giờ sau huyệt phúc ai mới được giải. Vừa hay có thể lấy chuyện này để bịa đặt một chút cũng được. Thôi thì dùng chiếc nhẫn bích ngọc trong tay ta để chứng minh đi. Chiếc nhẫn này là bảo vật bí mật của quốc sư đời thứ 13 Hạ Quốc chúng ta để lại, được gọi là chiếc nhẫn nguyền rủa. Ai đeo chiếc nhẫn này lên đều sẽ bị quốc sư nguyền rủa, lập tức mắc bệnh nặng ngay. Sao đến mình cũng cảm thấy câu chuyện bịa này dối trá thế? Nguy rồi, đây chẳng phải là chiếc nhẫn mà bình thường nhị tiểu thư hay đeo đấy sao? Đeo cả mấy năm rồi ấy chứ, làm gì có chuyện chiếc nhẫn nguyền rủa? Sao tiểu thư lại nói như vậy? Thẩm đại tiểu thư, cô thật sự là càng ngày càng giỏi nghĩ ra kịch bản đấy nhỉ? Còn quốc sư với chiếc nhẫn nguyền rủa nữa chứ, cô coi tất cả bọn ta là trẻ con 3 tuổi chắc? Thì thầm to nhỏ bàn tán xôn xao. Chiếc nhẫn nguyền rủa thực sự có thứ đồ thần kỳ như vậy sao? Con mèo hoang này thật thú vị. Mình cũng muốn xem thử xem nàng ấy tiếp tục bịa chuyện thế nào. Nếu ngươi không tin thì cứ đeo thử chiếc nhẫn này lên là sẽ biết ngay thôi. Đáng tiếc chiếc nhẫn này có lịch sử quá lâu đời, năng lực nguyền rủa cũng chỉ dùng đủ một lần duy nhất thôi. Nếu ngươi muốn thử thì phải mua nó với giá 200 lượng bạc mới được. Ta lấy đâu ra 200 lượng bạc hả? Rõ ràng cô không dám chứng minh cho ta thấy. Ta sẽ trả bạc, ta muốn xem chiếc nhẫn nguyền rủa này. Ta khuyên ngươi một câu cuối cùng, năng lực nguyền rủa của nó rất đáng sợ, ngươi có muốn cân nhắc lại một chút không? Hử, còn lâu ta mới mắc bẫy của cô. Thứ đồ qua tay kẻ bốc mùi hôi thối cũng trở nên hôi thối theo. Ta đã đeo chiếc nhẫn lên rồi đấy. Nguyền rủa đâu? Nguyền rủa đâu? Hừ. Ha ha ha. Tiểu thư. Tại sao? Tại sao bụng dưới của mình đau quá? Lẽ nào thực sự có nguyền rủa? Là nguyền rủa. Nguyền rủa. Thực sự có nguyền rủa kìa. Nói thừa quá đấy. Ngươi không thấy vừa nãy tên tiểu nhị này còn nhảy nhót, hò hét tứ tung, giờ lại biến thành như thế này à? Đó không phải là nguyền rủa còn là gì? Đến chiếc nhẫn nguyền rủa cũng là thật. Xem ra những món trang sức khác của đại thẩm tiểu thư cũng là thật rồi. À, mọi người nhìn kìa. Tên tiểu nhị này đi nặng đi nhẹ đều tuôn ra hết rồi.
Thối quá, thối quá. Nhị ca, thực sự là chiếc nhẫn nguyền rủa sao? Thế này cũng quá thần kỳ rồi. Tiểu Lục, đệ nhờ nàng ấy ra tay giải trừ lời nguyền đi. Tới lúc đó sẽ biết ngay được thủ đoạn của nàng ấy thôi. Thẩm đại tiểu thư, tên tiểu nhị này coi thường người khác, nhiều lần vô lễ với tiểu thư, ta nhất định sẽ trừng phạt hắn thật nặng. Mong thẩm đại tiểu thư giải trừ lời nguyền rủa, tha cho hắn một lần đi. Ngôn từ cử chỉ của vị thiếu gia phú thương này đều cực kỳ chuẩn mực, chắc chắn không phải nhà con nhà tầm thường. Nhất là nam tử đeo mặt nạ đứng cạnh kia, tại sao đôi mắt của hắn lại lạnh lẽo như thế, tựa như có thể nhìn thấu tất cả vậy. Xem ra hai người này tuyệt đối không đơn giản, mình đừng nên đắc tội với bọn họ thì hơn. Muốn giải lời nguyền rủa cũng không có gì khó, chờ ta thi triển pháp thuật là được thôi. Wow, tiểu thư còn biết thi triển pháp thuật giải trừ nguyền rủa à? Bô ba bóp, đinh ti, tô cô, gông cha, coi, hết ca, hai lần coffee. Mấy câu thần chú bịa linh tinh này thực sự là càng nghiệm càng thấy đói mà.